Xin kính chào tất cả quý vị đã trở lại với kênh của mình và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Như vậy là phim Đất rừng Phương Nam sẽ được công chiếu vào ngày 20 tháng 10 năm 2023 khoảng chừng một tháng nữa thôi phải không các bạn ha. Phim này thì nó dựa theo cái phim cái nhiều tập mà Đất Phương Nam mà mình đã từng coi hơn bao nhiêu năm về trước rồi lúc đó bé an à, là diễn viên ở hùng thuận đóng đó các bạn bây giờ chúng ta cùng lượt qua xem một chút thôi nha À, hồi đó thì à, ai cũng có à, một cái à, tuổi thơ mà chúng ta đều nhớ đến cái à, bộ phim đất phương nam này hết trơn à, trong cái bộ phim đất phương nam cũ thì có ai ta hùng thuận nè rồi có à, nghệ sĩ thanh điền nè à, bác ba phi thì có à, nghệ sĩ mạc can đóng nè mà bây giờ thì à, cái vai đó là trấn thành sẽ đóng vai bác ba phi có dư luận thì có có hai luồng dư luận lượng khác nhau có người thì ủng hộ cho trấn thành trong vai bác ba phi nhưng mà cái vai đó nó đã nhập vai luôn cả vào cái người nghệ sĩ mạc can rồi cho nên bây giờ người nào đóng người ta cũng không thích chừng. nhưng mà mình suy nghĩ rằng đạo diễn nguyễn quang dũng đã tận dụng hết tất cả mà những gì mà có thể được trong cái bộ phim này như là các diễn viên họ chắc cũng đã tìm người rồi nhưng mà không ai có thể mà qua được Trấn Thành cho nên họ để Trấn Thành trong cái vai diễn này cũng như các bạn cũng biết rằng Trấn Thành thì mặc dầu gần đây thì cũng có hơi vạ miệng nhưng mà cũng chúng ta không thể phủ nhận rằng Trấn Thành là một người nghệ sĩ đa tài À, lúc mà Trấn Thành um, đưa vào cái vai nào thì cũng làm tròn hết từ vai bi cho tới vai hài vân vân và vân vân bây giờ chúng ta cùng lượt qua một chút xíu về đất rừng phương nam nha các bạn ha đất rừng phương Nam tung phân cảnh của Trấn Thành. Trấn Thành thì trong vai bác Ba Phi lần đầu xuất hiện trong trailer của đất rừng phương Nam do Quang Dũng đạo diễn. Trong trailer ra mắt ngày 22 tháng 9, nhân vật Ba Phi xuất hiện ở một khu chợ kể cho An và các nhân vật những mẫu chuyện phím về tình người miền Tây. Nhân vật có câu thoại, dân mình hiểu đất mình, dân mình thương đất mình và đất trời sẽ che chở cho chúng ta. Ở một phân đoạn khác, bác Bà Phi quát nhóm lính đang chỉ súng vào người dân với thái độ phẫn nộ. Vai của Trấn Thành gây nhiều tranh cãi thời gian qua. Một số khán giả đánh giá anh khá trẻ để khóa thân thành bác Ba Phi và gắn liền với nghệ sĩ Mạc Can trong phim truyền hình đất phương Nam năm 1997 tóc bạc và râu giả của anh cũng bị chê thiếu chân thật. Nguyễn Quang Dũng cho biết khi tuyển diễn viên, anh chỉ chú trọng vào năng lực diễn xuất, không quan tâm đến cái độ tuổi vì đã có bộ phận khóa trang lo về phần này. Ngoài Trấn Thành, tôi không biết nghĩ đến ai để vai diễn này. Đạo diễn Quang Dũng nói như thế. À, theo mình thấy đây là câu nói không phải là bông đùa mà rất là chính xác đó các bạn à, bác ba phi cái à, chúng ta cũng cũng coi qua nghệ sĩ mạc can đóng rồi nó chân chất nhưng trong cái chân chất đó khi mà nói chuyện phím với các bạn nửa đùa nửa thật ít có ai mà qua được cái vai diễn bác ba phi đối với nghệ sĩ mạc can và nếu mà không phải là trấn thành thì các bạn nghĩ có ai thay thế cái bác ba phi này được ai đóng cái 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 vai này khó có một người nào mà diễn đạt với cái gương mặt vừa thờ ơ mà vừa như thật nửa đùa nửa chơi mà tôi cũng nghĩ rằng chỉ có trấn thành mới đảm nhận cái vai diễn này cho nó tròn nét thôi các bạn khó có cái người diễn xuất nào mà qua được trấn thành trong cái vai bác ba, ba phi này lắm Trấn Thành nói khán giả có lý do khi chế tạo hình của anh ở dự án vì họ vốn ấn tượng sâu với lại nghệ sĩ Mạc Can. Ban đầu anh ngại ngần khi đạo diễn mời đóng vai kinh điển, song vẫn quyết định nhận vì thích sự thử thách trong nghề. Tôi tình phiên bản của tôi hoàn toàn mới sẽ không chỉ bước ra kể chuyện vui nói dốc như là bản cũ mà có nhiều vai trò hơn. Tôi hy vọng được mọi người yêu thích qua vai diễn này. Diễn viên cho biết như thế. và trong cái nhân vật mà võ tòng đó các bạn à, thì sẽ được giao cho mai tài phến đóng nha các bạn nha treo là cũng lần đầu giới thiệu tạo hình nhiều nhân vật như võ tòng là mai tài phến nè xuất hiện trong cảnh bị phe thực dân pháp ghép tội là phản tặc đem ra pháp trường xử tử ông tiều là tiến luật và con gái tên là sinh à, được đảm nhiệm bởi Bảo Ngọc là những người đầu tiên bao bọc cho An sau khi cậu bé rơi xuống sông thất lạc mẹ. Cha con ông ba là mà, cái nhân vật mà bắt rắn đó các bạn thì được giao cho công ninh và Cò thì là giao cho kỳ phong dạy an kỹ năng sống cách mưu sinh nơi miền vương nhiều khung cảnh miền tây như rừng ngập mặn nè vườn cò được đưa vào phim trên nền nhạc bài ca đất phương nam ca khúc chính của bản truyền hình năm 1997. Suốt 2 tháng ghi hình ekip đã đi qua các tỉnh như An Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Cần Thơ. Trong đó, phân đoạn được đầu tư nhất là đại cảnh ở chợ nổi, quay tại rừng tràm Trà Sư An Giang với gần 400 diễn viên quần chúng. Và cái bản nhạc Đất Phương Nam này các bạn, nghe Trọng Phúc ca tôi thấy nó não nề, phải nói hay rất hay tác phẩm ra rạp từ ngày 20 tháng 10 góp mặt vào chặng đường đua phim Việt cuối năm ngoài đất rừng phương Nam người vợ cuối cùng của Victor Vũ Kathy Nguyễn đóng chính là ẩn số khi ra rạp đầu tháng 11 người mặt trời phim Việt về Macaron dự kiến ra mắt vào tháng 12 đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ Chi Pu. Sau khi Hùng Thuận mà đóng vai An này đó các bạn, hình như trong cuộc đời diễn viên Hùng Thuận không thoát ra được cái 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 An trong đất phương Nam đó các bạn ha. À, đi đâu người ta cũng nhớ đến Hùng Thuận là An cái gì người ta gọi là An An không à tạo hình BÁC bao phi của Trấn Thành như thế nào Trấn Thành à, quấn cái khăn rằn để râu khi đóng bác bao phi ở đất rừng phương Nam phim điện ảnh kinh phí 40 tỷ đồng của Quang Dũng như vậy là gần 2 triệu đô la ekip tung poster trưa ngày 19 tháng 9 giới thiệu dàn diễn viên trụ cột của dự án vai bác bao phi dĩ nhiên người đảm nhiệm là Trấn Thành cái chú ý khi lần đầu được công bố tạo hình với cái chồng râu rồi đầu thì quấn cái khăn rằng bắt bà, bà phi xuất hiện bên các nhân vật khác như là mẹ của bé an do diễn viên hồng ánh ông tiêu là tiến lực những người bao bọc che chở cho an hậu khang trên hành trình tìm cha giữa trời quan lạc như vậy an sẽ được diễn viên nhí là hậu khang Trấn Thành cho biết trong phim, bác Ba Phi là nhân vật luôn tạo tiếng cười, mang niềm vui đến cho mọi người ở tác phẩm gốc. Bác Ba Phi thường kể những chuyện nghe tưởng chừng như phóng đại, thậm chí vớ vẩn, nhưng cuối cùng vẫn xảy ra trong thực tế. Ước mơ của bác Ba Phi là đại diện cho niềm hy vọng chung của người dân về cái kết viên mãn giữa cuộc sống nhiều khốn khó. Trấn Thành hy vọng qua diễn xuất của anh, khán giả sẽ thấy một bác Ba Phi khác khác biệt hơn so với diễn viên từng đóng vai này. Tôi nhớ hồi nhỏ tôi cũng nghe được uh, những người lớn Cái chuyện về uh, bác Ba Phi như là um, đi trong rừng gặp một con rắn uh, chỗ của nó to, dễ sợ to luôn. À, đâu uh, ông nói là bề ngang của nó đâu khoảng uh, 10 thước, rồi bề dài hai chục thước cái mà nó con rắn gì bự dữ vậy. Ôi uh, oh, dạ, tôi nhớ lộn bề ngang nó khoảng chừng 5 thước bề dài 10 thước à cái uh, nói, đâu con rắn nào bị ngang tới năm thước dữ vậy bác cái nó à, à, ông rút lại cái hồi ông rút lại còn rắn bề ngang thước rồi bề dài ông nói lộn rồi còn thước cái ai cũng cười cho gì lần rắn rắn vuông hả bác <laughs> hoặc là cái câu chuyện mà uh, một cái củ khoai trồng một cái củ khoai đào lên mời cả làng ăn luôn nha hồi nhỏ mình nghe chuyện bác ba phi thì uh, cái cái cười của ngày xưa nó khác hơn cái cười bây giờ cái cười bây giờ thì nó nó nó, nó nhiều lúc nó phải thâm thúy hơn và người kể chuyện nhiều lúc phải dùng cái hành động nhưng ngày xưa đối với lại những cái người dân Miệt Vườn thì chắc phát mặt một mặt những cái cười mà nó cái trong cái dân gian nói ra thì chúng ta chỉ cái hiểu cái nghĩa trắng thôi và nó phì cười ngay tức khắc liền à ngoài với trò đồng sản xuất có nghĩa là Trấn Thành và Nguyễn Quang Dũng đồng sản xuất cái phim này các bạn ha. Trấn Thành còn tham gia trực tiếp vào khâu nội dung, góp ý ở bản dựng cuối. Ngay sẽ kỳ vọng tác phẩm lôi cuốn người xem đến rạp, giới thiệu Việt Nam đến công chúng quốc tế. Trước khi dự án ra mắt, vai của Trấn Thành gây tranh cãi, nhiều khán giả cho rằng anh không phù hợp. Theo Quang Dũng, diễn viên giống nhân vật là một cái thế lợi song phim ảnh cũng cần có những người có khả năng thay đổi, biến khóa. Nếu không, một người chỉ có thể đóng được vài cái dạng vai thôi, thì đạo diễn tinh trắng Thành vẫn bảo đảm được tinh thần của nhân vật trong bản quyền truyền hình năm 1997. Trong đất phương Nam, bác Ba Phi do nghệ sĩ Mạc Can thể hiện, ghi dấu với lối diễn dí dỏm gần gũi theo đạo diễn Nguyễn Văn Sơn. Mà Can là nhân vật bà Phi giống nhau ở điểm lưu lạc ở lục tỉnh miền Tây suốt thời mà còn trẻ. Về gương mặt nghệ sĩ có nét hài hước, chậm biếm. Trong cách trò chuyện, Mà Can cũng hay đùa giỡn, đem đến cho người nghe tiếng cười vui vẻ. Sau thành công của vai này, mỗi lần đi xuống miền Tây, Mà Can được khán giả gọi với cái tên là Bác Ba Phi vâng chúng ta thấy rằng cái cách nói chuyện của nghệ sĩ mạc ca nó dí dỏm nó hài hước lắm à, trong những thời gian gần đây thì có nhiều người đi thăm bác ba phim à, những nghệ sĩ à, tôi còn nhớ có một lần à, bạn khương dừa khương dừa hay làm từ thiện các bạn à, ngôi sao miệt vườn đó đi lại thăm bác ba phi thì à, có những cái, cái câu mà nói thiệt À, hay là nói chơi mà làm cho Khương Dừa cũng phải bật cười hoặc là tin lời của Mạc Can đó là chuyện thật nhưng cuối cùng là ông Cường nó không cái đó chuyện nó giỡn mà thôi có nghĩa là ừ, vừa hư hư vừa ảo ảo gì đó các bạn rừng Đất Phương Nam ra đạp ngày 20 tháng 10 sau gần một năm khởi quay ở nhiều tỉnh miền Nam Quang Dũng giữ lại tên phim giống như là tiểu thuyết gốc thay vì lượt mắt chữ rừng như là bản truyền hình đất phương nam, nghệ sĩ Vinh Sơn làm cố vấn sản xuất, Diệp Thế Binh đạo diễn hình ảnh, nhạc sĩ Đức Trí và là giám đốc của âm nhạc. Như vậy thì chúng ta chờ đợi một tháng nữa thôi. À, không tới một tháng nữa thì sẽ có cái phim đất rừng phương nam và lần này ngoài một thời gian dài những cái bộ phim mà tết vừa rồi đó các bạn như là nhà bà nữ à, lật mặt thì vì chúng ta sẽ xem coi à, nguyễn văn dũng có phải là một đạo diễn mát tay và một đạo diễn phải nói rằng những cái phim của quang dũng làm thì rất là ăn khách và đạt được chất lượng lần này thì lại cộng tác với lại trấn thành tôi cũng hy vọng là đất rừng phương nam sẽ đem lại một bộ môn nghệ thuật phim ảnh có thể thôi nha có thể vươn ra tầm quốc tế chứ nếu mà nói đem ra tôi ra rồi quốc tế thì cũng rất là khó phim việt nam của mình cũng như các bạn đã biết rồi chúng ta không thể phủ nhận rằng phim hollywood đó các bạn nó họ rất hay với kỹ xảo của họ và những diễn viên của họ đóng phải nói rằng là khó có đất nước nào mà qua được hollywood của nước mỹ được vâng cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ đất rừng phương nam và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe và một ngày mới nhiều năng lượng xin chào